ở xa người thân nửa vòng trái đất, nhưng trong không gian ấm áp và quen thuộc, những người bạn Cuba luôn thấy mình được sống trong không khí của gia đình. Họ cũng thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa khi đang tiếp tục thực hiện những ước nguyện của vị Tổng tư lệnh Fidel Castro kính yêu. Mặc dù chúng ta cách rất xa về địa lý, nhưng chúng tôi lại cảm thấy rất gần về nhiều lĩnh vực. Tôi biết khát vọng của Chủ tịch Fidel Castro luôn luôn là như vậy, ở mọi nơi, với sự chuyên nghiệp, với tình yêu và sự tôn trọng, luôn luôn giúp đỡ nhân loại và đoàn kết quốc tế. Đó là điều mà nhân dân Cuba học được từ vị Tổng tư lệnh của mình. Chủ nhân của căn nhà ấm áp đó là kiến trúc sư Đặng Đức Dục, người cùng cả chuyên gia Cuba tham gia xây dựng Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới từ ngày khởi công cho đến ngày khánh thành và chứng kiến lớp lớp các chuyên gia và bác sĩ Cuba có mặt ở đây từ thế hệ này qua thế hệ khác. Những cái gì mà Cuba giúp mình ngày xưa hết lòng thì bây giờ mình lại hết lòng với các bạn Cuba. Các đoàn chuyên gia Cuba từng lứa từng năm sang với nhau, họ chở lương thực thực phẩm của họ sang đây thì là những lúc nào có điều kiện thì họ đi chia sẻ cái đó. Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới chính là quà tặng mà lãnh tù Fidel Castro tặng cho tỉnh Quảng Bình sau chuyến thăm Việt Nam đầu tiên, thăm tỉnh Quảng Bình và vùng giải phóng Quảng Trị. Khi tặng bệnh viện này, Fidel đã gửi gắm nhiều hy vọng, trước hết là phục vụ cho nhân dân Việt Nam chịu nhiều đau khổ do chiến tranh gây ra. Bệnh viện sẽ cố gắng tiếp tục duy trì cái mối quan hệ với các chuyên gia Cuba để tạo niềm tin cho nhân dân Quảng Bình. Từ niềm tin của nhân dân Quảng Bình, cả bác sĩ Cuba đã không ngừng nỗ lực cống hiến để cống hiến và phục vụ. Trước năm 2021, mặc dù đã có thuốc, nhưng những bệnh nhân ung thư cần hóa trị phải ra Hà Nội hoặc Huế để điều trị. Bác sĩ người Cuba, Reno và cả đồng nghiệp đã phối hợp để tạo phòng pha chế hóa chất bằng các vật tư mua tại thị trường Việt Nam để có thể tiến hành hóa trị ngay trong bệnh viện. Ở đâu trên thế giới cũng có rất nhiều người giỏi, nhưng có một thứ chúng ta không thể không nhắc đến, đó là tình đoàn kết. Nhìn vào những thế hệ đi trước, chúng tôi thấy mình luôn phải có trách nhiệm gìn giữ và phát huy tình đoàn kết ấy. Lãnh tù Cuba Fidel Castro là người bạn lớn của nhân dân Việt Nam. Trong vô số những hành động ông đã làm vì Việt Nam, thì chuyến đi lịch sử của ông đến Quảng Bình và vùng giải phóng Quảng Trị cũng đã để lại nhiều bài học cho lớp lớp thế hệ sau. Và sự có mặt của những người bạn Cuba ở mảnh đất này qua nhiều thế hệ nối tiếp càng làm sâu sắc về tình đoàn kết giữa hai dân tộc Việt Nam và Cuba.